私たちはベトナムにおいて持続可能なファッションの、まあ、パートナー、信頼できるパートナーを見つけるのに時間を費やしました。これはレニューとの協業関係の前提条件でございます。私たちの共同プロジェクトは3つのキーワードで成り立っています。1つ目はチャレンジ、2つ目は責任、3つ目は未来でございます。レニューはポリエステルの生地、テキスタイル製品ですね、これを原料とした 100% ポリエステルのリサイクルポリエステルとなります。で、やはり他のポリエステルと違って繊維を原料とするというところで、繊維から繊維の循環型の社会を目指すような、こういった取り組みができるようなポリエステルになっております。伊藤忠商事が保有するリサイクルポリエステルのブランドレニューは GRS 認証を取得しております。 GRS 認証とはアメリカのテキスタイルエクスチェンジという NGO が持つ認証です。リサイクル含有物、加工流通過程の管理、社会及び環境観光、化学規制の第三者認証の要件を設定するグローバルな基準です。レニューはその認証を取得しております。伊藤忠商事としてそのグローバルな認証である GRS を取得し、よりグローバルに活動していきたく考えております。 OM tự hào là một thương hiệu đầu tiên đưa sản phẩm Renew vào thị trường Việt Nam. Và với bộ sưu tập Renew thì OM cũng khẳng định đây là một cái bước tiến cho cái sự phát triển của thương hiệu OM cho thời trang bền vững. Mọi nỗ lực của OM thì chúng tôi đều hướng tới khách hàng và chúng tôi mong muốn mang đến cái trải nghiệm cho khách hàng thời trang tuyệt vời và hoàn hảo nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng với cái bộ sưu tập OM Renew này sẽ đem lại một cái cảm giác thời trang tích cực cho người tiêu dùng, và đó chính là cái cách mà bạn thể hiện cái sự quan tâm và bày tỏ quan điểm với việc hạn chế rác thải nhằm bảo vệ môi trường thông qua chính những bộ trang phục bạn mặc hàng ngày.